lại chiếc Honda MDX đang đi số móc. Móc bị mất tiền em đi giày màu trắng gì đó. Móc hoài cái nó hư vậy. Nó có đốm. Bây giờ mình sẽ chế cái con số này đi ra đây để mình đạp ra sao được. Giống như Raider Winner gì đó. Ờ giống Raider chứ, Raider nó có 2 triệu. Nó có 1 triệu thôi. Để mình làm xong mình quay cho anh em xem ha. Đây sau khi mình chế con số 0 nha anh em. Đó, chế xong nè, thấy không? Đạp được chiều sau rồi, trước luôn. Để anh em khỏi móc, ví dụ mình có mang giày trắng nó móc này là nó không có hư. Nó không đau chân, thấy không? Mình đạp mà như chiếc quay vậy đó, nhẹ lắm. Mình chạy thử cho anh em coi không? Chưa khá vận động quá đông luôn. Cố gắng không xe cho anh em cứng ngắc chết. Đó luôn.